Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Ngân Khánh lội ngược dòng lão hóa từ da đến dáng không thể chê. Nhắc đến những mỹ nhân trụ nhan đỉnh cao của Vbiz, chắc chắn không thể thiếu đi cái tên Ngân Khánh. Nữ diễn viên tuổi dần khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vóc dáng mảnh mai cùng làn da trắng hồng rạng rỡ. Ngân Khánh là một nữ diễn viên từng khá nổi tiếng tại Vbiz. Sở hữu vẻ đẹp trong sáng mong manh, cô được khán giả ưu ái dành tặng danh xưng tình đầu quốc dân. Những năm gần đây, Ngân Khánh ít xuất hiện ở làng giải trí nhưng cô vẫn chịu khó chia sẻ ảnh trên trang cá nhân. Nhan sắc mỹ nhân tuổi dần được nhận xét là cực kỳ ngọt ngào, căng đầy sức sống. Ngân Khánh được nhiều người khen lão hóa ngược. Không ít lần Ngân Khánh khiến dân tình trầm trồ trước làn da trắng hồng, căng bóng không tì vết. Đặc biệt là vóc dáng, cô vẫn giữ được body thon gọn, ba vòng săn chắc. Nhìn vào những hình ảnh Ngân Khánh chia sẻ, cô trông xinh đẹp, tươi tắn như những cô gái ở độ tuổi đôi mươi. Trong bức ảnh mới nhất Ngân Khánh đăng tải trên trang cá nhân, cô xuất hiện với style trẻ trung cùng làn da hồng hào căng mịn. Làn da cực phẩm của nữ diễn viên là điều mà nhiều chị em ao ước có được. Cô sở hữu vóc dáng mảnh mai, làn da dường như phát sáng. Trên thực tế, nữ diễn viên Tường Vi cánh mỏng đã bước sang tuổi băm, song vẻ ngoài của cô chưa xuất hiện nhiều dấu hiệu tuổi tác. Chỉ qua các góc chụp cận mặt hay khi rời xa son phấn, Ngân Khánh mới để lộ một số nếp nhăn ở vùng mắt. Tuy nhiên, những khuyết điểm này cũng chẳng hề làm giảm đi sự xinh đẹp, tươi trẻ của nữ diễn viên. Có thể nói chính làn da trắng hồng sáng mịn của Ngân Khánh đã đủ sức làm lu mờ mọi dấu hiệu lão hóa. Ngân Khánh để lộ nếp nhăn ở vùng mắt khi cười. Đây là dấu hiệu khó tránh khỏi đối với các chị em ở độ tuổi U40, U50. Dẫu vậy, người đẹp vẫn gây thương nhớ bởi nhan sắc trong veo, cuốn hút cùng nụ cười rạng rỡ. Để sở hữu vẻ ngoài được nhiều người khen là lão hóa ngược, Ngân Khánh đã có cho mình những bí quyết riêng. Nữ diễn viên từng cho biết bí mật đằng sau diện mạo trẻ lâu của bản thân chính là chưa vướng bận chuyện con cái. Nhờ vậy, cô có nhiều thời gian dành cho việc chăm sóc cơ thể hơn. Ngân Khánh theo đuổi chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh. Về chế độ ăn, Ngân Khánh tập trung bổ sung nhiều thực phẩm chứa omega 3, trái cây giàu chất chống oxy hóa kết hợp ăn nhiều rau xanh để làm chậm quá trình lão hóa. Sau 18 giờ, cô không nạp thêm bất cứ thứ gì vào cơ thể. Trong ngày, người đẹp luôn uống đủ 2 lít nước để giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ tiêu hóa. Việc ăn uống khoa học góp công không nhỏ vào diện mạo trẻ lâu của Ngân Khánh. Bên cạnh việc ăn uống khoa học, Ngân Khánh còn chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao. Mỗi ngày cô dành ít nhất 30 phút để tập yoga giúp cho cơ thể thêm dẻo dai săn chắc. Không chỉ thế, người đẹp còn tìm đến một số bài tập cardio có cường độ vừa phải để siết cơ, giảm mỡ thừa nhanh hơn. Vẻ ngoài hắc tuổi ấn tượng của nữ diễn viên 8X, bên cạnh việc ăn uống tập luyện, Ngân Khánh còn luôn giữ tinh thần vui vẻ, tích cực, thư giãn, nghỉ ngơi đầy đủ. Người đẹp duy trì style ăn mặc trẻ trung, cô hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Nhờ biết cách chăm sóc cơ thể, Ngân Khánh duy trì vẻ ngoài tươi trẻ, đồng thời giữ được số cân nặng mình mong muốn. Không quá lời khi nói rằng cô chính là một trong những mỹ nhân trụ nhan ấn tượng nhất nhì Vbiz. Còn bạn, bạn thấy sao về vẻ ngoài của Ngân Khánh? Cùng chia sẻ nhé! Theo dõi các bài viết hấp dẫn khác tại tin mới nhất nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.